Vâng, rất vui việc tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Trương Mỹ Quỳnh. Bạn vừa nhận được visa du học Úc để biết được cái quá trình mà Mỹ Quỳnh làm hồ sơ thì như thế nào nhé. Chị xin chào Mỹ Quỳnh. Chào chị ạ. Em có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho các bạn biết được không? Mình tên là Trương Mỹ Quỳnh. Hiện tại mình đang học Đại học năm 2 của trường Đại học Tài chính Marketing. Chuyên ngành mình theo học là thương mại quốc tế, nhưng mà mình quyết định qua Úc du học sẽ học thêm chuyên ngành là quản trị nguồn nhân lực của trường Đại học Deakin, bang Victoria, thành phố Melbourne. Ở đây lúc rảnh thì nhiều lúc em có đi làm thêm, rồi hoặc là đi chụp ảnh, sở thích của em là chụp ảnh, hay là nghe nhạc, đọc truyện gì đó. Chị không biết lý do vì sao em lại quyết định chọn Úc làm cái điểm đến của mình vậy em? Tại vì thứ nhất là em có người thân bên Úc thì đó cũng là một lợi thế cho em khi đi học bên đó. Có thể là lo cho em về cái phần ăn ở hay là đi lại gì đó. Còn thứ hai á, thì theo em được biết thì Úc là một đất nước rất là yên bình, rồi có chất lượng sống cao, nhưng mà cái chi phí thì nó thấp hơn Mỹ giống như là Anh. Thì chị không biết cái lộ trình mà qua Úc em học nó sẽ như thế nào ha? Dạ, từ ngày 19 tháng 3 thì em sẽ đi học khóa Anh văn 10 tuần cho tới hết tháng 5. Và em bắt đầu khóa học chính là tháng 7 cho tới hết năm 2018. Trường Đại học Deakin là một trường nằm trong top 3% của các trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó cũng được bình chọn là ngôi trường thứ 3 của Úc và thứ nhất của bang Melbourne. Vào cái trường đó thì mình có tìm hiểu, thì khi học ra thì bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới và cái khả năng xin việc làm cũng cao hơn. Theo em có tìm hiểu thì Melbourne là một thành phố không phải nổi tiếng về cái vẻ hiện đại, nhưng mà nổi tiếng về cái vẻ cổ điển của nó. Còn khí hậu thì ôn hòa, có 4 mùa rõ rệt. Nói chung là em nghĩ cũng dễ chịu. Rồi, chị không biết thì em đã có cái dự định nào cho tương lai của mình sau khi học xong ở bên Úc chưa ha? Dạ, sau khi học bên Úc thì em tính nếu được thì em sẽ xin ở lại bên Úc làm trong khoảng 2 năm gì đó. Rồi sau đó lấy kinh nghiệm đó em sẽ về Việt Nam tiếp tục phát triển tương lai. Thì chị cũng hy vọng là cái thời gian mà em học ở bên Úc cũng như là cái kinh nghiệm em làm việc có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình ha. Dạ. Rồi, chị không biết còn cái cảm nhận khi em làm hồ sơ tương đại dương thì em thấy thế nào? Dạ, lúc đầu ba mẹ quyết định cho em đi du học thì em cũng rất là hoang mang, không có biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu hay là gì đó. Mà nhờ chị bạn của em giới thiệu thì em biết đến công ty Tân Đại Dương. Và tới công ty thì em gặp chị Hà tư vấn cho em rất là nhiệt tình. Nói chung là hồ sơ thiếu cái gì chị Hà cũng lo rất là chu đáo. Em thấy dịch vụ làm một dịch vụ rất là chuyên nghiệp. Bây giờ khi em nhận được visa thì em cảm thấy rất là vui và rất là may mắn. Mà nếu mà bạn bè hay là người thân của em có ý định qua Úc thì chắc chắn em sẽ giới thiệu công ty Tân Đại Dương. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là tình cảm đã dành cho công ty ha. Rồi, chị cũng hy vọng là ước mơ sau này của em sẽ trở thành hiện thực. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Cần hỗ trợ thêm thông tin gì các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.